Với cái khuôn tiền tài chính chỉ khoảng hơn 700 triệu thôi, anh chị và các bạn đã sở hữu được cho gia đình mình một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu các bác nhé. Một chiếc xe chuẩn SUV 7 chỗ các bác ạ. Xe thì đứng sẵn tên cá nhân và mang sẵn là biển số Hà Nội rồi. Nên là với các bác, cô chú và anh chị, khi mà chúng ta tìm hiểu về chiếc xe này ở khu vực Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 20 triệu tiền biển nhé. Đó, và tổng thể sơn si của xe là với ngoại thất màu trắng các bác nhé. Nhìn rất là sạch và đẹp luôn. Đầy đủ cánh gió này, rồi anten vây cá, cũng như là có đèn báo phanh trên cao, camera lùi, cảm biến lùi. Những cái trang bị rất cơ bản, đó, rất cơ bản trên những cái dòng xe như này. Chuẩn SUV 7 chỗ các bác nhé. Một chiếc xe Toyota Fortuner, có thể nói là lùi đồng cuối đá trong phân khúc rồi. Và những cái dòng xe Fortuner này thì được cực kỳ nhiều các cô chú và anh chị yêu thích bởi sự bền bỉ, tiết kiệm, cũng như là chi phí bảo hành bảo dưỡng của nó thì cực kỳ là rẻ và thấp ạ. Đó. Không gian nội thất bên trong thì xe được trang bị full ghế da rồi, theo xe ghế da màu lâu. Với cái tông màu lâu thì ngồi cực kỳ là sạch nhá. Và chất lượng ghế da này vẫn còn rất là mới nhá, cô chú và anh chị ạ. Đó, ghế ngồi cực kỳ là sướng và chất lượng ghế vẫn còn rất là ok luôn. Không gian hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba của nó thì với một chiếc SUV 7 chỗ thì không có gì để mà bàn nữa rồi. Quá rộng rãi và thoải mái luôn. Với hàng ghế khoang lái thì trước tiên chúng ta có ghế phụ thì vẫn được chỉnh cơ bình thường thôi. Và chất lượng ghế đây vẫn còn rất là đẹp nhá. Đó. Và bên ghế lái này thì đã được chỉnh điện đa hướng rồi này. Rất là ok luôn. Xe của em thì di chuyển khoảng 64.000 km trên đường rồi cả nhà nhá. Điều hòa là cũng có là điều hòa tự động này. Anh chủ thì cũng đã lên cho chúng ta một cái màn Android rồi này. Đó cũng khá là lợi thế trong quá trình mà chúng ta di chuyển ở trên xe. Các cái chi tiết này, phần da trên rồi phần mặt tablo của nó này. Đó, chất lượng nội thất của nó rất là đẹp. Về các cái chi tiết nữa là về chất lượng của chiếc xe liên quan đến cái phần bản lề, keo chỉ rồi khung gầm máy số. Thì toàn bộ các cái chiếc xe ở bên em thì đều được cam kết rõ ràng bằng văn bản. Xe không tai nạn, không ngập nước. Giấy tờ pháp lý an ninh đảm bảo, không tranh chấp phạt nguội. Nên cả nhà mình hoàn toàn yên tâm về những cái chất lượng của những cái chiếc xe bên em bán ra và có cam kết rõ ràng và bảo hành về chất lượng, để cho cả nhà mình có thời gian đi check test để cảm thấy yên tâm nhất về những cái chiếc xe bên mình sở hữu và sử dụng nhé. Xe cực kỳ là đẹp luôn cô chú và anh chị ạ. Cả nhà mình quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên lạc ngay với em qua số hotline em để ở trên phần màn hình của kênh nhé. Đó, và đây là cái phần đuôi của xe này. Quá là đẹp, thể thao và hầm hố luôn. Và với cái thời điểm hiện tại này thì sở hữu cái chiếc xe Fortuner này thì nó là một cái điều quá là hợp lý rồi. Đó, thời điểm trước thì với cái tầm tài chính này thì chắc chắn là chúng ta chưa thể mua được cái xe ở cái năm sản xuất là 2017 như này đâu các bác ạ. Đó, và em giới thiệu lại một chút một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu sản xuất 2017. Với ngoại thất trắng, nội thất màu nâu, lên sẵn biển số Hà Nội cho anh chị em nhà mình rồi. Đó, và cô chú và anh chị em quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên lạc ngay với em Trường qua số điện thoại em để trên kênh. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của kênh Mua Bán Ô Tô Cũ.